Các bạn thân mến, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất cảm xúc với Xuân Trường. Anh trở lại đội hình chính của anh Gia Lai sau 10 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trận đấu cuối cùng mà Xuân Trường thi đấu trong đội hình chính thức của Hoàng Anh Gia Lai chính là trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Hải Phòng vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 ở mùa giải năm ngoái. Ở trận đấu đó thì Xuân Trường đã đá cặp cùng với Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ và Hoàng Gia Lai đã chơi rất hay, giành thắng lợi tới 5-1 trước đội khách Hải Phòng nhờ hat-trick của Trần Minh Vương, một bàn thắng của Văn Toàn. Ngày hôm nay thì Văn Toàn vẫn có mặt trong đội hình chính thức, còn Minh Vương thì ở trên băng ghế dự bị. Các bạn thân mến, điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài gồm có trọng tài chính ông Nguyễn Văn Trôm, trợ lý số 1 ông Đặng Thế Vinh, trợ lý số 2 ông Phạm Hà Minh và trọng tài thứ 4 là Nguyễn Mạnh Hải. Trọng tài đang là cái tên hot nhất và đang là điểm nóng của các vòng đấu vừa qua. Ngày hôm qua vòng đấu thứ 8 đã diễn ra 3 trận đấu sớm và trong đó thì trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam trên sân Tam Kỳ cũng là một trận đấu mà diễn ra với rất nhiều những tranh cãi xung quanh những quyết định của trọng tài. Ngày hôm nay một trận đấu căng thẳng cho Hoàng Gia Lai và Nga cũng sẽ được quan tâm đặc biệt. Đây là đội xuất phát của Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ môn Trần Bửu Ngọc, hậu vệ gồm có Memovic, Nguyễn Phong Hồng Duy, Dũng Quang Nho và Trương Trọng Sáng. Các tiền vệ gồm có Văn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh và chơi cao nhất trên hàng công đương nhiên rồi là Travis Watts. Trong khi đó, đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì chỉ có một sự thay đổi người duy nhất so với trận hòa 1-1 trước BKMX Bình Dương cách đây vài ngày. Trong khung gỗ là thủ môn Dương Quang Tuấn, cao vệ gồm có Vũ Hữu Quý, Gian Clesio, Phạm Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Minh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trung Học và Nguyễn Văn Vĩ là 4 tiền vệ, còn chơi trên hàng công vẫn là Mansaray, Bruno và Phạm Tuấn Hải. Ngày hôm nay cũng sẽ là một trận đấu rất cảm xúc của Hoàng Lâm khi anh trở lại với sơ đồ Pleiku, nhưng sẽ là chống lại đội bóng cũ, đội bóng mà anh đã khoác áo ở mùa giải năm ngoái. Mùa giải 2019, Hoàng Gia Lai, Hoàng Lâm đã đá cho Hoàng Gia Lai 6 trận. Còn mùa giải này thì trung vệ người Long An cũng đã có 5 trận đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu đã bắt đầu và Hoàng Gia Lai với tư cách chủ nhà sẽ ở phần sân bên phía tay trái mà nhỏ của quý vị các bạn để chiếm vị trí chính thức ở hàng tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải năm nay. Dũng Quang Nho, nếu như chính xác hơn thì có lẽ Hoàng Gia Lai đang đá với sơ đồ 4-3-3 chứ không phải là 4-3. Dũng Quang Nho đang chơi như một tiền vệ trụ thấp nhất để hỗ trợ cho Xuân Trường Tuấn Anh. Pha khống chế bước một rất hay của Văn Toàn, nhưng Vũ Hữu Quý cũng đã thể hiện mình là một cầu thủ rất dày kinh nghiệm ở V-League. Lý Công Hoàng Anh quê ở Hòa Bình. Đây là một trường hợp rất đặc biệt bởi Hòa Bình thì vốn không sản sinh ra nhiều những danh thủ có thể thi đấu ở V-League. Một pha tranh chấp quyết liệt giữa Mansaray và Hồng Duy. Các cầu thủ Hoàng Gia cho rằng Mansaray đã đánh cùi chỏ vào mặt Hồng Duy. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đó là một pha đánh nguội có chủ định của Mansaray. Cần có thẻ phạt, quan trọng là thẻ gì mà thôi. Rất nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trong pha bóng này. Nhưng có lẽ đây mới là những phút đầu trận đấu và để không quá căng thẳng thì sẽ chỉ là một thẻ vàng. Và theo quan sát của cá nhân tôi thì còn có vẻ như là trọng tài không rút ra một thẻ phạt nào cả. Quang Nho đang thi đấu ở một vị trí rất mới, vị trí tiền vệ trụ hay còn gọi là tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-3-3. Quang Nho phạm lỗi với Bruno. Đây là huấn luyện viên Lee Hun, thuyền trưởng của Hoàng Gia Lai ở mùa giải thứ 2. Bên tay phải của ông là ông Tấn Anh, trưởng đoàn của Hoàng Gia Lai. Lúc này thì vị trí thuyền trưởng của Hoàng Gia Lai vẫn là một câu hỏi rất lớn và chưa có lời giải đáp.
Huấn luyện viên Lê Thế Hùng cũng đã có những dấu ấn của riêng mình, nhưng có lẽ là nó chưa thực sự rõ nét và nó chưa làm hài lòng những cổ viên của đội bóng phố núi. Bruno đã có 4 bàn ở V-League. Hữu Quý từng là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Nam Định, bây giờ thì anh đang là đội trưởng của hàng phòng ngự Hà Tĩnh. Tiếp tục lại là một pha vào bóng gây tranh cãi của Hoàng Lâm. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng họ xoạc đúng bóng, nhưng trọng tài thì có lẽ là phạt lỗi hành vi. Đôi khi những pha xoạc bóng, trúng bóng nhưng nó vẫn có thể gây chấn thương cho đối phương thì vẫn có thể phạt. Ví dụ như trong pha bóng này, đó là pha mà Hoàng Lâm đã xoạc đúng bóng, chân cũng rất sát mặt cỏ, nhưng động tác vẫn có thể gây chấn thương cho đối phương và trọng tài hoàn toàn vẫn có thể phạt Hoàng Lâm trong pha bóng này. Đứng trước bóng đang là Lương Xuân Trường. Xuân Trường đã từng ghi những bàn thắng bằng những quả đá phạt trực tiếp trong màu áo Hoàng Gia Lai, trong màu áo Buriram, nhưng đó là những quả phạt ở cự ly gần hơn một chút. Còn đây là một quả phạt tương đối xa, có lẽ phải đến 28 mét. Xuân Trường đá thẳng, bóng trúng ra ngang, nguy hiểm. 1-0, 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Xuân Trường là người đã mở ra một tình huống dứt điểm dội sang ngang, và sau đó thì những ngoại binh bên phía Hoàng Gia Lai đã tiếp ứng và mang về bàn thắng mở tỷ số cho Hoàng Gia Lai. Đúng là Hoàng Gia Lai luôn luôn chơi tốt trên sân nhà, trên sân Pleiku, và những phút vừa qua đã cho thấy điều đó. Có vẻ như người ghi bàn là Memovic hay là Chevy đây, chúng ta cần phải xem lại pha bóng này. Pha bóng diễn ra rất bất ngờ, không ai nghĩ rằng Xuân Trường có thể tung ra một cú đá phạt tuyệt vời đến như vậy từ khoảng cách đến 28 mét. Dương Quang Tuấn có vẻ như đã mất tập trung và anh nghĩ rằng bóng ra ngoài. Memovic là người tiếp ứng và Chevy là người ghi bàn. Bàn thắng thứ tư của Chevy Watts ở mùa giải năm nay, và anh đã cân bằng được thành tích ghi bàn của chân sút Bruno bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quang Tuấn là một thủ môn có phản xạ rất tốt nhưng có những hạn chế về mặt thể hình, và điều này đã thể hiện rõ trong tình huống này khi mà hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn bị động và thua thiệt. Đây là tình huống phạm lỗi của Chevy Watts. Văn Minh, vẫn là Văn Minh, phạt gián tiếp. Trọng tài đã không dám thổi penalty trong pha bóng vừa rồi, và thậm chí là một tình huống mà ông phạt ngược các thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một thẻ vàng dành cho Văn Minh. Với quan điểm của trọng tài Văn Trôm, Văn Minh đã ăn vạ trong pha bóng vừa rồi, lần này thì trọng tài có lý. Chúng ta cùng xem lại. Đúng là Hồng Duy đã có tác động. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy những tình huống bật tường tí tách một chạm của anh Gia Lai. Rất nguy hiểm. Tuấn Anh xuất ra, bóng trúng ra ngang lần thứ hai. Xuân Trường gọi và Tuấn Anh trả lời. Rất tiếc là tình huống sút phạt của Xuân Trường, bóng bật sang ngang và hướng đến vị trí của Memovic. Còn với Tuấn Anh thì nó lại bắn vọt thẳng lên trời, bật sang ngang và bắn ra phía sau. Chúng ta cùng xem lại tình huống này, nó rất giống với tình huống mà Tuấn Anh cũng đã từng thực hiện trong trận đấu ra mắt của mình ở V-League, trong trận đấu với Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam mùa giải 2015. Cũng từ ở góc độ này, thậm chí là xa hơn một chút, Tuấn Anh cũng đã pressing thành công với Quốc Chí và sau đó thực hiện một cú sút xa trái phá ghi bàn trong trận đấu với Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Không phải, có lẽ là tôi đã hơi nhầm. Tuấn Anh ghi bàn ở cầu môn bên kia, còn vị trí vừa rồi phải là vị trí của Xuân Trường. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Hồng Duy
Đến lượt các thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh pressing thành công. Trung Ngọc, vẫn là Trung Ngọc xuất xa, không đi trúng đích nhưng lại tìm đúng vị trí của Biểu Ngọc. Tôi đã cảnh báo Hoàng Gia Lai về khoảng trống ở khu vực giữa sân và tình huống vừa rồi bạn có thể nhìn thấy rõ điều này. Cho dù Xuân Trường rất nỗ lực và ngăn cản cú đá nhưng các tiền vệ trung tâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có rất nhiều khoảng trống, thời gian và không gian để thực hiện những tình huống triển khai bóng tiếp theo. Vừa rồi thì Trung Học đã quyết định sút xa nhưng anh cũng có rất nhiều lựa chọn với những đường chuyền lên phía trước. Nỗ lực của Văn Toàn đã mang lại cơ hội có bóng cho Văn Thành. Rất tự tin. Để các cầu thủ Hoàng Gia Lai hưng phấn và chơi bóng như thế này thì thực sự là sẽ khá mệt, sẽ phải chạy theo bóng rất nhiều. Tuấn Anh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Chevy. Những cầu thủ nội thì rất mượt nhưng đến lúc gặp chân sút ngoại thì lại gãy. Tiếp tục lợi thế cho bộ áo trắng. Văn Toàn không vượt về, vẫn là Văn Toàn góc xa, lại chuyền bóng Chevy, thông chải không được, quá chậm rồi. Không hiểu tại sao Văn Toàn không dám dứt điểm trong pha bóng vừa rồi, anh quá đồng đội và không tự tin với tình huống xử lý của mình. Lý Công Hoàng Anh, đó là điều mà Văn Toàn cần phải rút kinh nghiệm và cần phải sửa đổi. Văn Toàn đã trưởng thành rất nhiều rồi nhưng anh vẫn thiếu đi một chút gì đó để có thể chứng minh mình là một cầu thủ lớn. Cần phải tự tin hơn, cần phải quyết đoán hơn trong những pha bóng kiểu như vừa rồi. Một mình một bóng đối mặt với Quang Tuấn, mở ra được một góc sút rất rộng bên phía góc xa nhưng lại không dám dứt điểm mà căng ngang cho Chevy. Mùa giải năm ngoái thì Văn Toàn đã có 9 bàn thắng cho Hoàng Gia Lai. Nhưng mùa giải này thì anh mới có một bàn thắng. Đó là tình huống mà Văn Toàn đã ra chân rất nhanh trong trận đấu với FB Đà Nẵng. Đó là một cú trích mũi giày được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cho dù đó là một bàn thắng may mắn, bóng bật chân hậu vệ của FB Đà Nẵng và đánh gục thủ môn Tuấn Mạnh. Nhưng đó là một tình huống mà Văn Toàn dám dứt điểm, dám đưa ra một quyết định rất nhanh và liều lĩnh. Trong khi đó tình huống vừa rồi, một tình huống mà anh có đầy đủ thời gian không gian, chúng ta cùng xem lại. Hoàn toàn có thể đưa ra những sự lựa chọn về góc gần hay bấm bóng về phía góc xa. Đường chuyền căng ngang của Văn Toàn cho Chevy vừa rồi nó cũng không quá thuận lợi. Và sau đó thì khi mà các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lui về phòng ngự thì cơ hội đã qua đi. Những đội bóng đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Còn đây là huấn viên Lee Jong Jin. Ông đã lặn lội để tới Pleiku theo dõi các phong độ của các tuyển thủ. Hoàng Anh, nguy hiểm, không vào. Tưởng chừng bóng đã nằm gọn trong lưới của Hoàng Gia Lai khi mà Gian Clesio bật cao và thoải mái gõ đầu một mình. Không hiểu sao bóng lại không đi về phía khung thành. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, không có lỗi việt vị. Memovic đã lùi sâu. Gian Clesio đã chọn điểm rơi chính xác và bật rất cao. Anh bật trên hẳn Memovic một tầm đầu và lắc đầu rất gọn gẽ. Chưa thiếu một phút nào từ đầu mùa giải đến bây giờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bật 3 bước và chọn điểm rơi hoàn hảo. Chỉ có điều là không đưa được cho bao thủ tấn công được đứng lẫn vào hàng rào của đội phòng ngự. Hoàng Anh, đó là cú đá rất táo bạo của Lý Công Hoàng Anh hướng về góc gần. Có vẻ như nó vẫn chưa đủ độ xoáy để có thể lượn qua hàng rào và găm vào góc cao bên phía tay trái thủ thành Biểu Ngọc. Chúng ta sẽ cần phải xem lại pha bóng này. Đó cũng là một động tác xúc phạm rất hay. Bóng đi có lực tốt và có độ xoáy. Bóng ăn vào má lưới bên ngoài của tay trái thủ thành của Biểu Ngọc. Có lẽ là phải cần thêm độ biết và độ xoáy hơn nữa thì mới có thể hướng được trái bóng vào cầu môn.
Chevy Watt sút ra. Cú đá sấm sét của Chevy nhưng rất tiếc là nó đi không trúng khung thành. Đó là một tình huống mà số 10 đã tự tạo ra cơ hội cho mình bằng một tình huống không chế bóng và tìm được khoảng trống. Tình huống phối hợp tốt giữa những cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của ngoài Gia Lai, Văn Toàn và Chevy Watt. Trong cú vứt bóng vừa rồi thì Chevy đã mắc lỗi kỹ thuật khi anh tiếp xúc trái bóng ở một điểm quá cao. Thông thường những cú vứt bóng như vậy thì Chevy cần phải đợi trái bóng xuống thấp một chút nữa. Trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực sự là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Hai đội bóng đã chơi bóng, mỗi đội chơi theo cách riêng của mình. Một đội thì kiểm soát bóng và dùng những tình huống bật tường ngắn nhỏ để tổ chức tấn công. Một đội thì chuyển đổi với tốc độ và sự bứt phá. Nguy hiểm! Vẫn là Gian Vesico tiếp xúc với bóng nhưng vẫn chưa phải là một pha đánh đầu thực sự hoàn hảo. Hà Tĩnh đang tỏ ra rất nguy hiểm với những tình huống cố định và đó là những tình huống mà hàng phòng ngự của anh Gia Lai cần phải tập trung cao hơn. Trong tình huống vừa rồi thậm chí là Dũng Quang Nho còn mắc lỗi vị trí. Nguy hiểm! Trọng Sáng đã băng cắt tốt trong quả bóng vừa rồi. Văn Anh đã phá bóng giải nguy. Hai số 6 tranh bóng với nhau, Lý Công Hoàng Anh rất khỏe. Và chúng ta cũng thấy rằng thể lực của Lương Xuân Trường cũng chưa thực sự ổn. Anh để đối thủ vượt qua một cách tương đối dễ dàng. Hào tường 1-2 bị đứt đoạn ở nhịp cuối của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hữu Quý đã không hiểu ý Văn Minh trong pha bật tường cuối cùng. Từ khi chuyển về Hoàng Gia Lai thì Bỉu Ngọc đã rất cố gắng và nỗ lực. Những cố gắng của anh đã được đền đáp bằng sự tin tưởng ở vị trí thủ môn số 1 của Hoàng Gia Lai trong những trận đấu gần đây. Xuân Trường đã kịp sửa sai bằng một tình huống lùi về và cắt bóng. Chevy đối mặt, vẫn là Chevy và Dương Quang Tuấn. Bóng đã được phá ra biên. Hoàn thành. Hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bối rối. Đúng là Xuân Trường đã mệt, anh không còn giữ được sự thanh thoát và nhanh nhẹn như thời điểm đầu trận đấu. Để ở thời gian thi đấu hiệp 2, huấn luyện viên Lê Tư Hùng sẽ phải tính toán đến trường hợp dự phòng cho Xuân Trường. Đây là những pha xử lý không tốt của Hoàng Lâm. Anh xoạc bóng không chính xác ở nhịp 1 nhưng may đã kịp khều bóng. Ở tình huống 2, Văn Anh. Mansaray qua được 3 cầu thủ áo trắng. Xuân Trường thậm chí là không dám tranh bóng. Vẫn là Mansaray. Không được. Một mình Mansaray chữa vòng vây quả 4 cầu thủ áo trắng. Người phải lăn xả và ngăn cản cú đá vừa rồi của Mansaray là Dũng Quang Nho. Trước đó cả bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường đều đã bị đánh bại. Trên sân Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của đội chủ sân Thanh Hóa. Người đã ghi bàn cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng là Hà Đức Trinh.
Bàn thắng được thực hiện trên chấm đá penalty. Bàn thắng thứ hai của Hà Đức Chinh ở mùa giải này. Và đó đều là những tình huống được thực hiện trên chấm đá 11m. Còn trên sân Pleiku sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Những diễn biến hết sức hấp dẫn đang diễn ra trên sân động Pleiku và với tỷ số như thế này, hiệp 2 sẽ còn hay hơn nữa. Trong những phút cuối cùng hiệp 1 thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai có biểu hiện xuống sức và mất tập trung. Họ đã để cho Hồng Vĩnh Hà Tĩnh chiếm lĩnh thế trận và tạo được nhiều sức ép về phía khung thành của Bùi Ngọc. Xuân Trường sau những phút hưng phấn đầu trận đã có biểu hiện hụt hơi. Và tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì cũng không nên để Xuân Trường đá trọn vẹn 90 phút. Anh vừa mới trở lại sau chấn thương, cần phải có những sự phân phối sức một cách hợp lý. Trung Mộc cũng là Dũng Quang nhỏ, Quang nhỏ thì đấu rất hay và hiệu quả ở vị trí tiền vệ trụ, rất nỗ lực để có thể càn quét và thu hồi bóng ở khu vực trước cửa vòng cấm địa của Hoàng Gia Lai. Lý Công Hoàng Anh, Xuân Trường. Lần này thì Xuân Trường đã làm rất tốt, kiểm soát và giữ bóng chắc. Chevy Watts tìm cách phản công. 8 cầu thủ áo trắng đứng ở nhà, họ không sẵn sàng cho tình huống phản công và họ đang đợi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Văn Trôm. Và tình huống vừa rồi cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa Hoàng Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một hiệp đấu thực sự là có chất lượng chuyên môn cao, với một tốc độ tấn công của Hoàng Gia Lai và những tình huống phòng ngự phản công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoàng Gia Lai đã tận dụng cơ hội tốt bằng cú đá phạt tuyệt vời của Xuân Trường. Bóng bật sân ngang dội ra và Melovic rồi Cherry Woods đã tận dụng thành công để có được bàn thắng duy nhất của đội đầu tiên. Tỷ số 1-0 khép lại, nhưng điều đó sẽ mở ra một hiệp 2 căng thẳng, kịch tính và quyết liệt hơn. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu này. Hoàng Gia Lai đã chơi cực tốt trong khoảng 30 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất. Nhưng khoảng 15 phút phía sau thì họ đã hơi trùng xuống và để cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiếm lĩnh được thứ trận. Rất có thể nguyên nhân đến từ yếu tố thể lực. Văn Hiệp, nguy hiểm, không vào, bóng bật cột dọc, bóng vẫn còn trong sân. Bruno Mavic đã phải lăn xả trong pha dứt điểm vừa rồi của Văn Vĩ. Văn Hiệp, khung thành của Biểu Ngọc vừa trải qua một cơn sóng gió, nó đến từ những tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của đội áo trắng. Bruno đã có cơ hội và dứt điểm cận thành, bóng bật người Biểu Ngọc dội trúng cột dọc. Biểu Ngọc đã có một pha chọn vị trí rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Bruno đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 5 của mình ở mùa giải. Lúc này người đang dẫn đầu giải vô phá lưới là Di Mario với 5 bàn thắng. Trong vòng đấu vừa qua, Di Mario đã người thực hiện thành công cú đá penalty để cân bằng tỷ số cho Hà Nội trong cuộc đối đầu với Viettel. Và anh đang tạm vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành vô phá lưới. Đây là nỗ lực của tiền vệ Văn Hiệp, người mới vào sân. Và pha dứt điểm rất quyết đoán của Bruno. Bùi Ngọc đã xuất sắc trong tình huống này. Như vậy là đã có bất ngờ trên sân động Cẩm Phả. Dược Nam Định đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Than Quảng Đình. Và người ghi bàn cho đội bóng Thành Nam vẫn là một cái tên rất quen thuộc, Đỗ Mê Lô. Đến hết sức hấp dẫn đang đến từ khắp các sân cỏ Việt Nam với các trận đấu của vòng 8 V-League.
Tuấn Hải đá từ rất xa, đi cao. Cùng xem lại tình huống mà một lần nữa các tiền vệ trung tâm của Hoàng Gia Lai đã để cho đối thủ có được khoảng trống chống trả để có thời gian ngắm nghía và tung ra cú dứt điểm. Lỗi của Tuấn Anh với Lý Công Hoàng Anh. Hoàng Lâm không việt vị. Bruno. Vẫn là Bruno, sút xa, rất căng, bóng đi đúng ra ngang. Rất khó hiểu với cầu môn bên phía tay phải sân vận động Pleiku ngày hôm nay. Đây đã là lần thứ 3 che bóng tìm đến sang ngang và cột dọc của khung thành này. Chúng ta cùng xem lại tình huống đi bóng và dứt điểm mẫu mực của Bruno. Cú đá cực kỳ kỹ thuật. Cú đá mù trong đi bóng, đưa bóng đi căng và cong nhưng nó lại đi vào đúng điểm nối giữa sang ngang. Trung vệ của những nhà tấn công này là Hoàng Lâm và Giang Casio. Nguy hiểm, cú đá vừa rồi là của Văn Hiệp, một cú đá không trúng tâm bóng nhưng bóng đi đập đất và rất khó chịu. Bửu Ngọc vẫn là người bình tĩnh và hóa giải thành công. Tình huống tấn công biên của Hồng Vĩnh Hà Tĩnh đang có được hiệu quả cao. Man Saray tạt bóng rất chuẩn. Hồng Duy thu vào quá sâu và để lọt phía sau lưng. Trong pha bóng vừa rồi Hồng Duy không đến mức cần phải thu sâu đến như vậy. Bên trong vẫn còn Trọng Sáng và Memovic. Giang đã không thể dứt điểm cho pha bóng vừa rồi. Đây là tốc độ Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn, tốc độ khủng khiếp. Nhưng lần này thì anh đã không thể vượt qua được Văn Minh. Trước đó thì trọng tài đã thổi phạt lỗi của một cầu thủ Hồng Vĩnh Hà Tĩnh. Man Saray nguy hiểm và bay người đánh đầu của Tuấn Hải. Đó là pha đánh bay người đánh đầu sở trường của Tuấn Hải. Bruno đã việt vị. Tuấn Hải cho rằng bóng đã chạm tay Trọng Sáng trong tình huống bay người đánh đầu vừa rồi. Đó là một tình huống rất khó quan sát. Có vẻ người đang bị đau trên sân vẫn là Dũng Quang Nho. Ở những cặp đấu còn lại, những bàn thắng đến liên tục trên sân Cẩm Phả, Than Cổ Đinh tiếp tục có bàn thắng để lội ngược dòng thành công và dẫn ngược lại Dương Nam Định với tỷ số 2-1. Người ghi bàn là Hai Long. Và trên sân Thanh Hóa, SHB Bề Rắng đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới thủ môn Thanh Diệp để nâng tỷ số lên 3-0. Còn trên sân Pleiku lúc này tỷ số vẫn đang là 1-0. Rất mong manh nhưng về phía chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng sức ép thì đang thuộc về đội khách. Đội quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức luôn luôn nổi bật với sức mạnh về mặt thể lực. Cũng đã khá nhiều lần họ bị dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa thành công. Vừa rồi là pha ngả người đánh đầu của Bruno. Minh Vương
được đưa vào sân thay cho Dũng Quang Nho. Khá bất ngờ khi một tiền vệ tấn công được đưa vào sân để thay cho một tiền vệ phòng ngự. Nhưng thực ra thì Triệu Việt Hưng cũng hoàn toàn có thể thi đấu được ở vị trí tiền vệ phòng ngự để Minh Vương và Bùi Tuấn Anh hỗ trợ tấn công. Văn Hiệp, Bruno, Tuấn Hải không có việt vị, vẫn là Tuấn Hải, không được. Cú đá chạm chân Trọng Sáng đi hết đường biên ngang. Hoàng Gia Lai đang để cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiếm lĩnh thế trận và tạo nên rất nhiều những tình huống tấn công nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, không có lỗi việt vị của Tuấn Hải. Tuấn Hải đã hơi ham. Cánh phải có Masaray, hoàn toàn là một pha nhả bóng để Masaray dứt điểm thoải mái hơn. Văn Hiệp, Memovic là người đã đánh đầu thành công. Memovic thực sự là một hòn đá tảng ở nơi hàng phòng ngự. Lý Công Hoàng Anh rất hay, ngược tuyến hai. Văn Vĩ không được, Tuấn Anh tranh bóng rất khôn ngoan và đường truyền phản công. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn và Văn Minh. Vẫn là Văn Toàn, không có ai lên hỗ trợ anh. Và Văn Toàn đã không thể vượt qua được Văn Minh. Rất đáng tiếc, nhưng cũng phải có lời khen cho Văn Minh. Một cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ không hề thua kém so với Văn Toàn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Số 23 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đeo bám Văn Toàn một cách kiên cường. Và kỹ năng phòng ngự của Văn Minh cũng rất tốt. Anh ngăn cản Văn Toàn một cách hoàn toàn hợp lệ. Tuấn Hải, một chạm. Vẫn là Tuấn Hải, tốc độ của Tuấn Hải. Nguy hiểm, hơi dài. Pha không chơi bóng của Văn Long hơi dài và nó đã làm mất đi cơ hội của tiền đạo số 16 này. Một tình huống phản công cực hay của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nỗ lực của Trung Học, đường truyền của Lý Công Hoàng Anh, đường truyền tuyệt vời của Tuấn Hải. Nhưng Văn Long đã đỡ hơi dài trong pha bóng cuối cùng này. Và cùng với đó Biểu Ngọc đã băng ra một cách vô cùng hợp lý để khép lại toàn bộ góc sút của tiền đạo mang áo số 16. Nếu như Long không chơi bóng nhẹ hơn một chút nữa và có đủ thời gian để bấm được trái bóng qua người Biểu Ngọc thì mới hy vọng có bàn thắng. Biểu Ngọc đã xuất tướng và ra vào rất hay trong pha bóng này. Và xét toàn bộ phong độ trận đấu ngày hôm nay thì Biểu Ngọc cũng đang thể hiện sự xuất sắc. Sau trận đấu này thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một chuyến làm khách khó khăn trên sân động Bình Dương của BKMX Bình Dương, nơi mà Hoàng Anh Gia Lai thường thua nhiều hơn là thắng. Jerry Watts sút xa. Quang Tuấn đã kịp tung người đẩy bóng vào bóng vừa rồi. Đó là dấu ấn lớn nhất của Jerry Watts trong hiệp đấu thứ hai. Cảm giác như chân sút của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã xuống sức một cách rõ rệt. Đây là một tình huống mà anh đã xử lý tốt, không cho bóng tự tin và tung ra một pha dứt điểm hiểm hóc. Hoàng Gia Lai cần nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này, cần nhiều hơn những cú sút như thế này để tạo những áp lực ngược về phía khung thành của thủ môn Dương Quang Tuấn. Memovic không được. Văn Hiệp, rất bình tĩnh, đó là pha xử lý bằng chân của Biểu Ngọc. Hồng Duy, Hoàng Lâm, ngày nay Hoàng Lâm cũng đã chơi khá tốt khi đối đầu với đội bóng cũ, đội bóng mà anh đã công hiến vào mùa giải 2019.
nếu như Hoàng Gia Lai phải đến làm khách trên sân của BK Bình Dương thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ phải làm khách trong một cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn của bóng đá Việt Nam ở mùa giải năm nay. Cuộc đối đầu xứ Nghệ giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trận đấu được tổ chức trên sân Vinh và đội chủ nhà là Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An sau những thành công ở năm vòng đấu đầu tiên đã liên tục thất bại trong ba vòng đấu gần đây nhất. Văn Hiệp, nguy hiểm, bóng cắt ngang khung thành Hoàng Gia Lai. Văn Vĩ, đây là một cú đá tầm xa không chính xác nữa của các cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các cổ viên Hoàng Gia Lai vẫn đang cổ vũ hết sức nhiệt tình cho đội bóng con cưng của mình. Họ rất cần 3 điểm để có thể tiếp tục bám đuổi được top trên bảng xếp hạng và giữ được vị trí an toàn của mình trong top 8. Nếu như có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay thì Hoàng Gia Lai tiếp tục duy trì được mạch trận bất bại của họ trên sân Pleiku lên tới con số 7. Trong đó có tới 6 chiến thắng và một trận hòa, rất ấn tượng. Nếu như có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay thì Hoàng Gia Lai sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 bằng điểm với Viettel với 12 điểm. Đây là hai đội bóng luôn luôn đồng hành với nhau ở giải đấu năm nay. Hai đội đều có được 3 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. VX đang được chứng kiến sự bất ngờ đến từ Sài Gòn. Một bóng không được đánh giá cao, không được đánh giá quá cao ở đầu mùa giải. Đã đang chơi hết sức thuyết phục với 8 trận bất bại, 4 thắng và 4 trận hòa. Trong đó những đối thủ của Sài Gòn là những đội bóng rất mạnh như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh. Lý Công Hòa Anh, Gian Clesio đã lên rất cao. Hoàng Ngọc Hào, sau khi Hữu Quý rời sân thì Gian Clesio chính là đội trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha chuyền bóng khá ẩu của Ngọc Hào tạo nên cơ hội phản công Hoàng Gia Lai. Cho Ngọc Quang, vẫn là Ngọc Quang. Kevin Watts không kịp, đi hơi chuội và Xavi đã không thể theo kịp. Lỗi thuộc về Trọng Sáng. Hoàng Gia Lai cần phải hạn chế tối đa những quả phạt kiểu như thế này. Sau khi Trọng Sáng phạm lỗi thì đã có một tình huống va chạm khác diễn ra trên sân. Tình huống này là một tình huống rất nhanh và thực sự là Văn Trôm rất khó để có thể đưa ra quyết định. Nếu như có thì chỉ có trợ lý trọng tài mới có thể theo dõi được pha bóng này mà thôi.
Văn Hiệp treo bóng rất sâu. Gian không được. Trọng Sáng và Melvick đã tập trung cùng với nhau để hỗ trợ pha bóng vừa rồi. Masaray, một đều cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nỗ lực của các cầu thủ của đội bóng áo đỏ đã đưa được bóng vào lưới của Biểu Ngọc nhưng không được công nhận bởi một động tác giơ tay dứt khoát của vị trợ lý trọng tài. Chúng ta cần phải có góc quay chậm mới xác định được Mansaray đã việt vị hay không, và chính xác là Mansaray đã việt vị. Một tình huống xử lý chính xác của tổ trọng tài. Rất đáng khen cho tình huống xử lý vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại. Mansaray đã xuống trước hàng phòng ngự áo trắng khoảng một thân người. Ở một thời điểm nhạy cảm như thế này mà xử lý sai. Một tình huống quan trọng như thế này thì sẽ là rất đáng tiếc. May mắn là trọng tài chính Văn Trôm cùng các cộng sự của mình đã làm tốt cho pha bóng vừa rồi. Bùi Ngọc đã phải nhận thẻ vàng bởi lỗi câu giờ. Văn Long, Văn Vĩ, Lý Công Hoàng Anh. Lý Công Hoàng Anh hoạt động và có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng Tuấn Anh của Hoàng Gia Lai cũng không hề kém cạnh. Người vừa giành bóng và ngăn cản Lý Công Hoàng Anh chính là Tuấn Anh. Thể lực của Tuấn Anh đã được cải thiện rõ rệt. Và chúng ta thấy rằng anh đã duy trì được cường độ cao trong suốt 90 phút. Khác hẳn người chơi bên cạnh anh ở hiệp 1 là Xuân Trường. Một trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Dương Nam Hà Nam Định đã khép lại với tỷ số 2 đều. Trên sân Thanh Hóa lúc này tỷ số vẫn là 3-0 nghiêng về phía đội khách AS Đà Nẵng. Còn trên sân Pleiku, Hoàng Gia Lai đang cách chiến thắng 5 phút bù giờ. Rất hồi hộp với những phút còn lại. Liệu Châu Ngọc Quang, Minh Vương sẽ có thể bảo toàn được lợi thế này hay không? Họ đang làm rất tốt từ một tình huống mang về quả phạt cho Hoàng Gia Lai. Tình huống như thế này không những làm giảm tải áp lực về phía khung thành của Biểu Ngọc mà còn có thể ghi bàn. Chevy Woods rất căng. Quang Tuấn đã phản xạ rất nhanh trong pha bóng vừa rồi. Điểm mạnh nhất của Quang Tuấn là phản xạ. Thủ môn mang áo số 25 của Nguyễn Hà Tĩnh là một người có phản xạ cực tốt và phản ứng nhanh với những tình huống dứt điểm như thế này. Nhưng rõ ràng là trong pha bóng dẫn đến bàn thua của Nguyễn Hà Tĩnh thì Dương Quang Tuấn lại không kiểm soát tốt những tình huống bóng bổng và bóng cao. Chevy che bóng rất khôn ngoan. Hoàng Gia Lai đang cố gắng đưa bóng vào cuộc càng chậm càng tốt. Và họ sẽ cố gắng giữ bóng ở phần sân này càng lâu càng tốt. Hết gôn. Những tình huống tấn công cuối cùng của Nguyễn Hà Tĩnh.
Minh Hà Tĩnh ngày hôm nay chơi vẫn rất quyết tâm và phong độ của họ không tệ, nhưng có một điều gì đó vẫn khiến cho đội bóng này chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Nó có thể đến từ hiệu suất tấn công. Minh Hà Tĩnh mới chỉ có 6 bàn thắng cho đến lúc này của mùa giải. Văn Hiệp, Gian, vẫn là Gian, không đến được chỗ của. Một lần nữa Tuấn Anh lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ và ngăn cản thành công. Mansaray, Ngọc Hào, Văn Thành. Văn Thành còn bao nhiêu sức thì bung đi. Một phút cuối cùng rồi. Chevy Watts lại dẫn bóng ra cột cửa góc. Chevy, bóng vẫn trong sân, bóng vẫn trong cuộc. Pha bóng không tốt của Memovic. Còn 2 phút nữa, 2 phút cho những nỗ lực của đội áo đỏ trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Còn Hoàng Gia Lai sẽ bằng mọi giá để bảo toàn được lợi thế của mình. Văn Hiệp, Mansaray xử lý không hợp lý trong pha bóng vừa rồi, hơi vội vàng. Sau khi trận đấu này kết thúc vào lúc 19:15 trên kênh Bóng Đá TV sẽ có trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương. Đây cũng sẽ là một cuộc đối đầu rất hấp dẫn, bởi vì trước khi vòng đấu thứ 8 diễn ra thì Thành phố Hồ Chí Minh ở ngôi vị số 1 và BKMX Bình Dương ở ngôi vị số 3. Đến bây giờ thì ngôi vị đó đã bị thay đổi và họ cần phải quyết tâm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy lại được ngôi đầu bảng nếu như họ giành được 3 điểm cho vẹn trước BKMX Bình Dương. Thi đấu cuối cùng, Văn Vĩ thì muốn đưa trái bóng thật nhanh vào cuộc, trong khi đó thì Văn Thành vẫn đang bị đau và nằm ở trên sân. Tài Văn Trôm thì ra ký hiệu là sẽ bù thêm giờ. Thi đấu cuối cùng rồi, rất có thể số thời gian bù giờ sẽ là 6 chứ không phải là 5 phút. Như vậy là FB Đà Nẵng đã giành chiến thắng trước Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Chiến thắng trên sân khách đầu tiên của họ ở mùa giải này. Và có lẽ là chiến thắng trên sân khách sau khoảng gần 2 năm. FB Đà Nẵng là một đội bóng thi đấu rất tệ trên sân khách. Tính thời điểm 2018 đến nay thì FB Đà Nẵng mới có 2 trận thắng trên sân khách. Và trận này là trận thứ 3. Có thể đây sẽ là tình huống cuối cùng. Lỗi một cách đáng tiếc của Hồng Duy. Và đây sẽ là một tình huống có thể nói là được ăn cả ngã về không. Tất cả các cầu thủ áo đỏ sẽ dồn lên để chờ đợi quả treo bóng của Văn Hiệp. Hoàng Lâm cũng đã lên, Gian cũng đã lên, Mansaray cũng đã trong vòng cấm địa. Bỉu Ngọc băng ra, đấm bóng chính xác, trận đấu xuất sắc của Bỉu Ngọc. Và sẽ không ngạc nhiên nếu như Bỉu Ngọc lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu này. Thi công Hoàng Anh, nguy hiểm, vẫn là Bỉu Ngọc
Bây giờ thì đã hết cơ hội cho Hồng Minh Hà Tĩnh. Sự xuất sắc của Bùi Ngọc cùng với hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai đã bảo toàn được lợi thế của họ khi có bàn thắng dẫn trước ở hiệp đấu đầu tiên. Một chiến thắng xứng đáng dành cho Hoàng Gia Lai và có một chút tiếc nuối cho Hồng Minh Hà Tĩnh khi mà họ đã chơi hay và chơi quyết tâm cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng đội bóng giành được 3 điểm, đội bóng đã tận dụng tốt hơn cơ hội của mình và đã biết đủ mọi cách để có thể bảo toàn được lợi thế đó. Chúc mừng Hoàng Gia Lai với chiến thắng thứ 6 trong 7 trận đấu gần nhất trên sân nhà. Và với chiến thắng này, họ đã trở lại với top đầu của bảng xếp hạng ở vị trí thứ 4 cùng với Viettel khi có được 12 điểm.